nhiều xe, một chiếc xe container chở ba chiếc xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, xe cần cầu múc cát điều khiển đấy con ạ. Đó, mình điều khiển ba chiếc xe này một lúc đấy các bạn ơi. Hay quá, mình rất là thích chiếc xe màu đỏ kia các bạn ơi. Xe cần cầu múc cát màu đỏ này rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Mình rất là thích luôn nhé. Ba chiếc xe này đều chạy bằng máy xích các bạn ạ, rất là hay luôn đấy các bạn ơi. Đó, đấy các bạn ơi, mình sẽ cho các bạn cùng xem. Đây là một chiếc xe cần cầu múc cát màu đỏ rất là xịn đấy các bạn ạ. Chiếc xe này thì rất là đẹp luôn, mình rất là thích luôn. Đó, có đèn nhấp nháy nha. Chiếc xe này rất là mới luôn. Đó, các bạn ở đây có một chiếc xe cần cầu xúc cát nữa, cũng chạy bằng bánh xích luôn đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn nha. Chúng ta có ba chiếc xe cần cầu múc cát rất là đẹp luôn. Đây, ba chiếc xe này đều là ba chiếc xe điều khiển các bạn, rất là hay luôn đấy các bạn. Đó, mình điều khiển ba chiếc xe này một lúc đấy. Ở trên này có một chiếc xe tải này các bạn ơi, một chiếc xe tải chở một chiếc xe cần cầu múc cát có cái bánh màu trắng rất là đẹp luôn. Xe này để chạy bằng pin các bạn ạ, có bốn chiếc bánh màu trắng rất là xịn luôn. Đây là xe cần cầu xúc cát nha các bạn nha, chạy bằng pin rất là đẹp luôn các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe cần cầu múc cát này luôn. Đó, các bạn ấy đẹp nhất nháy chưa, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ, rất là xịn luôn, mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay lắm nha, hay lắm nha. Đó, rồi chúng ta có bốn chiếc xe cần cầu xúc cát rất là xịn rồi. Một chiếc xe cần cầu xúc cát này, đó, rất là đẹp luôn. Hai chiếc xe cần cầu xúc cát này, ba chiếc xe cần cầu xúc cát, bốn chiếc xe luôn. Rồi bây giờ mình xem có xe gì không. Và ở trên này còn rất là nhiều xe rất là đẹp này các bạn ơi. Bây giờ cùng mình chơi chiếc xe cần cầu móc này. Đây là một chiếc xe cần cầu móc có thể rút được cần dài nha các bạn ạ. Chiếc xe này để chạy động cơ bằng bánh đá nha. Đó, động cơ chạy rất là mạnh mẽ luôn đấy các bạn ạ. Xe này để chạy bằng 6 bánh các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ cầu một chiếc xe cần cầu móc khủng long lên cho bạn cùng xem nha. Đó, mình phải móc vào mới cầu được các bạn ơi. Đó, lên cao. Wow, lên cao luôn các bạn ơi, lên cao luôn đấy, rất là ngầu luôn, cong cả cần luôn đấy các bạn ạ. Bởi vì xe cần cầu móc khủng long rất là to, rất là đẹp luôn. Đây là xe cần cầu móc đầu khủng long bạo chúa các bạn nha. Chiếc xe này rất là to luôn. Ở trên này có một chiếc xe container các bạn ạ. Wow, xe container chở một chiếc xe cần cầu xúc cát cảnh sát này. À, kết hợp với cả thùng luôn đấy các bạn ạ, hai trong một luôn. Đó, rất là xịn luôn, động cơ cũng rất là mạnh đấy các bạn ạ. Xe này đẩy bằng tay nhá, chạy bằng bánh đá ấy các bạn ơi. Xe cần cầu múc cát chạy bằng bánh đá luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn. Đây là một chiếc xe tải khủng long ba sừng nhá, chở khủng long đấy các bạn ạ. Đó, xe tải này thì ui, mở được cả miệng này các bạn ơi. Ui, xe tải này ngầu quá các bạn ạ, rất là hay luôn nhá. Đấy, ui có lưỡi luôn đấy các bạn ạ. Xe tải thì cũng có lưỡi luôn, như con khủng long thật đấy các bạn ạ. Đó, hay chưa. Một chiếc xe tải chạy bằng bánh đá rất là đẹp luôn. Xe tải khủng long ba sừng đấy các bạn ạ. Đó, hay rồi. Đó, các bạn nhìn thấy không, răng nhỉ, có răng luôn nhá. Ôi, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn cho các bạn cùng xem được. Vun, động cơ cũng rất là mạnh các bạn ạ. Xe này đẩy bằng tay các bạn ơi. Rồi bây giờ mình xem có xe gì xịn để chơi. Đây là một chiếc xe nu đường ấy các bạn ạ. Một chiếc xe nu đường màu đỏ rất là đẹp luôn. Đó, xe công trình nu đường nha. Đó, các bạn thấy cái nu quay tít chưa. Đó, rồi tiếp tục đây là một chiếc xe cần cầu móc bu ly nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Đó, đây là xe cần cầu xúc cát siêu to khổng lồ. Đấy, xe cần cầu xúc cát này rất là to, xúc lực 8.000 tấn trên một gầu các bạn ạ. Đó, múc thử nào hay quá các bạn ơi. Chiếc xe này bự lắm nha. À, bây giờ mình sẽ tìm những chiếc xe đồ chơi mới để chơi với các bạn ơi. Đây có rất là nhiều xe đẹp này, có là xe bồn trộn bê tông này. Đó, xe tải đen chở đất này. Đó, xe cần cầu xúc cát boli này. Wow, xe tải boli to quá các bạn ơi. Ôi, túi này to quá các bạn ạ. Rồi máy xúc cát này, rồi xe bồn trộn bê tông này, xe tải chở đất này, xe cần cầu móc này. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cho các bạn cùng xem luôn. Đó, một túi xe tải chở đất rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đây là xe tải đen nhá, một chiếc xe tải đen boli rất là đẹp và mới luôn. Đó, rất là to luôn, rất là đẹp các bạn ạ. Mình rất thích chiếc xe này luôn. Đó, chút nữa mình sẽ chở đất luôn cho các bạn cùng xem, chở cát luôn nhá. Đây là xe cần cầu rồi, bây giờ mình sẽ đi chở đất thôi. Ui, ở trên này có một chiếc. Bây giờ mình sẽ múc cát lên xe tải đen thôi. Đó, các bạn thấy không, một gầu nào. Ui, một gầu chút. Đó, một gầu luôn nào, tiếp tục một gầu nữa nào, một gầu nữa nào. Wow, thêm một gầu nữa là ba gầu luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay quá rồi. Đó, thêm một gầu nữa là bốn gầu nào. Chúng ta múc được bốn gầu rồi các bạn ơi. Rồi, đi chút đen thôi, đi chợ đi làm việc thôi. Chút đen thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chút đen nào. Wow. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ khám phá một chiếc xe tải chở ba chiếc xe cần cầu xúc cát đấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ điều khiển múc thử nào. Hay chưa? Đây là xe cần cầu móc các bạn ạ. Đó, đây là xe cần cầu móc đấy nha các bạn nha. Xe cần cầu móc màu đỏ rất là đẹp luôn, mình rất là thích luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm lên, mình xoay cho các bạn cùng xem. Đây là xe cần cầu móc nha, rất là xịn luôn. Rồi, đây là xe cần cầu xúc cát các bạn ạ. Đây là xe cần cầu xúc cát màu xanh nha. Rồi, chúng ta có hai chiếc xe rồi.
Đó, bây giờ mình sẽ xoay 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 chiếc xe tải này nhá. Đó, một chiếc xe tải to chở ba chiếc xe máy xúc cát điều khiển. Đầu tiên mình xin giới thiệu với các bạn, đây là xe cứu hỏa các bạn ạ. Một chiếc xe cứu hỏa rồi, ok, đây là xe máy xúc cát điều khiển từ xa nhá. Ôi, đẹp quá các bạn ạ. Xe cần cẩu xúc cát điều khiển từ xa có đèn luôn. Đây là xe cần cẩu xúc cát phát sáng luôn đó. Ba chiếc xe này đều chạy bằng bánh xích các bạn ạ. Xe này là xe cần cẩu xúc cát màu đen. Đó, chúng ta có ba chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đây là xe tải màu vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem. Để đây. Một chiếc xe này quá đẹp luôn. Rồi, tiếp tục chiếc xe này nữa đó. Chiếc xe này cũng rất là xịn luôn. Nào, tiếp tục thôi. Đó, múc thử. À, múc cho các bạn cùng xem luôn. Đó, biểu diễn đi. Rồi, ok. Đây là xe trộn bê tông, xe container chở xe trộn bê tông. Rồi, các bạn ơi. Một chiếc xe container bully màu xanh chở một chiếc xe cần cẩu xúc cát màu vàng đó. Đây là xe cần cẩu xúc cát màu vàng á. Bây giờ mình chạy thử luôn. Đi làm việc thế nào. Các bạn thấy hay chưa? Chạy rất là vo luôn nha. Hay quá thật các bạn ạ. Rồi bây giờ mình giới thiệu các bạn. Đấy, xe này là xe cần cẩu xúc cát màu vàng. Rất là đẹp luôn, có đèn luôn, có cả ghế ngồi lái xe luôn. Chiếc xe này có thể xoay được cần luôn đấy các bạn ơi. Chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Đó, đây là xe container bully nha, màu xanh luôn. Chạy thử luôn, xe container này chạy tốc độ lắm các bạn ơi. Rồi, đây là xe container chở hai chiếc xe tăng biến hình nha. Container chở hai chiếc xe tăng quân đội biến hình đấy các bạn ơi. Đó, đầu tiên là xe tăng biến hình đấy các bạn ơi. Xe tăng chạy bằng 8 bánh nha. Wow, biến hình thành siêu nhân rồi các bạn ơi. Một chiếc xe tăng rất là đẳng cấp và đỉnh cao luôn. Đó, xịn xò chưa, rất là ngầu luôn. Rồi, let's go now. Đây là một chiếc xe container chở hai chiếc máy bay nha. Một chiếc máy bay chiến đấu và một chiếc máy bay chở khách. Chạy tốc độ đỉnh cao luôn đó. Các bạn thấy ngầu chưa? Ôi, dừng ở đây nào, cho bạn thấy xem nào. Đổ cua. Wow, hay chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đầu tiên là một chiếc máy bay biến hình nha. Đây là máy bay chiến đấu biến hình đây, rất là ngầu luôn. Biến hình siêu nhân đó. Ở bên có hai bên hai tên gọi luôn, trang bị luôn. Đây là máy bay chở khách 2 tầng 4 cánh các bạn ơi. Đó, và mình rất là thích hai chiếc máy bay này luôn đấy các bạn ơi. Đây, mình rất là thích chiếc máy bay này luôn. Máy bay này có thể biến được hình nha. Đó, máy bay thấy hay không, rất là ngầu và xịn sò luôn. Mình rất là thích hai chiếc máy bay này luôn. Một chiếc máy bay chiến đấu và một chiếc máy bay chở khách nha. Đó, máy bay biến hình luôn này các bạn ơi. Các bạn thấy ngầu chưa? Mình rất là thích, có đèn luôn nha. Có đèn, có nhạc, rất là sáng luôn. Ban đêm phát sáng rất là ngầu đấy các bạn ạ. Mình rất là thích hai chiếc máy bay này luôn. Rất là đẳng cấp luôn. Hay chưa? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bay đi tìm xe đồ chơi mới thôi. Bay lên bầu trời cao nào. Bay qua những ngọn cây để tìm xe đồ chơi thôi. Wow. Và bây giờ cùng mình khám phá những chiếc xe đồ chơi này thôi nào các bạn ơi. Đó, rất là nhiều xe đồ chơi rất là đẹp. Đây là một chiếc xe 95 này các bạn ơi. Một chiếc xe ô tô 95 rất là ngầu luôn nha. Hay lắm các bạn ạ, chiếc xe này có thể biến được hình đấy. Đó, bật đèn, có đèn rất là sáng nha. Đó, bây giờ mình sẽ điều khiển cho các bạn cùng xem. Xe này điều khiển 6 chiều đấy. Đó, điều khiển biến hình này đó, các bạn thấy ngầu chưa? Rất là xịn sò đẳng cấp đấy các bạn ạ. Có miệng luôn nha. Đó, đây là xe ô tô 95 biến hình thành siêu nhân nha. Bây giờ mình sẽ điều khiển biến hình thành ô tô lại nào. Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị điều khiển xoay đó, xoay tròn. Đó, các bạn thấy chiếc xe ô tô 95 này thế nào? Mình rất là thích luôn đó. Thế nào? Nui, xoay. Rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Đó, xoay tròn luôn, có đèn, có nhạc. Có đèn đấy các bạn ạ, có đèn thôi. Đấy, ui, xoay tròn luôn, xoay tít tròn luôn. Rồi, ok. Đó, thế nào. Ui, bây giờ sẽ biến hình thành ô tô nào. Đó, hay chưa, ngầu chưa? Rồi, ok, mình sẽ để sang một bên nha. Để chúng ta còn khám phá những chiếc xe đồ chơi xịn hơn. Mình tắt đi nha. Đó, chiếc xe 95 này quá đỉnh cao luôn, mình rất thích luôn. Wow, tiếp tục một chiếc xe 95 địa hình này các bạn ơi. Chiếc xe này cũng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp luôn đó. Vượt địa hình luôn đấy các bạn ạ. Chiếc xe này xịn nhá. Nào, tiếp tục, đây là một chiếc xe tải men. Một dàn xe đồ chơi cần cẩu bự khổng lồ. Các bạn ơi, một dàn xe cần cẩu siêu to khổng lồ nha các bạn nha. Đây là xe cần cẩu bully bự khổng lồ luôn. Chiếc xe này rất là đẹp đó các bạn. Đây, xe cần cẩu cảnh sát rất là to này các bạn ơi. Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn, có tay gạt để múc cát luôn đấy các bạn ơi. Đó, mình rất là thích chiếc xe luôn nha, đúng không, rơi rồi. Đây, còn một chiếc xe máy xúc cát này nè các bạn ơi. Chiếc xe máy xúc cát này thì rất là đẹp luôn. Chiếc xe này rất là xịn, có tay gạt để múc cát luôn nha, rất là ngầu đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn nha.
Nào bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là xe tải chở đất nha. Đó, xe tải chở đất này chạy bằng bánh đà thôi, lên dốc luôn đúng không, rất là ngầu luôn. Rồi đây là xe cần cẩu xúc cát này, xe cần cẩu xúc cát này rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là hay nha, có cả lông mày, có cả mắt, có cả miệng luôn. Ờ, không có miệng mà, không có gì. Chiếc xe này hay lắm, 3686 các bạn ạ. Đó, chiếc xe cần cẩu xúc cát này, có tay gạt để múc cát luôn này các bạn ơi. Có là hay luôn nhá. Đó, rồi, bây giờ cùng mình chơi tiếp trong con xe. Ui, wow, đây là xe bồn trộn bê tông này. Chiếc xe này cũng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Bồn quay tít nhá. Đó, có cả cầu thang đi đây này, có cả vòi chút bê tông luôn. Chiếc xe này rất là đẹp các bạn nhá. Đó, đây là xe tải Ben này. Đó, một chiếc xe tải Ben có thùng màu vàng rất là đẹp đấy các bạn. Đó, chiếc xe này chạy bánh đá nhá. Rất là xịn sò luôn. Ui, động cơ rất là mạnh mẽ đấy các bạn ạ. Ôi, đây có một chiếc xe cần cẩu này các bạn ơi. Đây là xe cần cẩu móc rút được cần ra ra nhá nhá. Đó. Chiếc xe này thì màu vàng rất đẹp, có cả chân trống này các bạn này. Có cả chân trống này. Đó, chạy động cơ rất là mạnh luôn. Xe này đẩy bằng chạy bằng bánh đá các bạn nhá. Ôi các bạn ơi, đây là một chiếc xe công trình thang này. Ôi, rất là nhiều xe máy xúc bự khổng lồ. À, chiếc xe cần cẩu xúc cát này rất là đẹp đấy con ạ, có 2-4 còi. Ôi đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát có 2 còi. Ô, chiếc xe này màu vàng rất là. Ôi, trên này có rất là nhiều xe cần cẩu xúc cát cảnh sát này con. Wow, trên này cũng có một chiếc xe cần cẩu xúc cát. Ôi, trên này còn rất là nhiều xe con ạ. Đây có 2 chiếc xe máy xúc rất là đẹp chạy động cơ bằng bánh đà các bạn ạ. Wow, có một bạn tài xế lái xe luôn. Chiếc xe này ngầu nhá con nhá. Ôi bây giờ mình chạy luôn. Xe động cơ rất là mạnh mẽ luôn các bạn ơi, hay lắm nha. Rồi ok, bây giờ mời các bạn vào trong vườn mình tìm xe đồ chơi xịn để chơi nhá. Rồi đi thôi. Ui, toàn là xe tải chở máy bay này con ơi, toàn là xe đồ chơi rồi. Wow, toàn là xe tải chở máy bay chiến đấu này. Wow, rất là nhiều xe và máy bay trực thăng này các bạn ơi. Wow, đầu tiên là máy bay trực thăng màu đỏ này các bạn này. Ui, máy bay trực thăng cảnh sát này các bạn ơi. Đây là máy bay trực thăng cảnh sát rất là ngầu đấy các bạn ơi. Wow, bay nào. Đó, đây các bạn ơi, đây là máy bay tiếp này. Đây là một chiếc máy bay trực thăng quân đội nhá. Đó, máy bay trực thăng quân đội này rất là ngầu đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn. Nào, tiếp tục. Đây là máy bay trực thăng cảnh. Ồ, đây là máy bay trực thăng 4 cánh các bạn ạ. Ồ, màu xanh. Ôi, đây có một chiếc xe tải đầu khủng long bạo chúa các bạn ạ. Chở một chiếc máy bay một tầng 2 cánh chở khách nhá. Đó. Máy bay này cũng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Bay nào. Wow, rất là ngầu luôn. Wow. Ok. Ồ, đây là một chiếc xe tải cảnh sát chở máy bay A380 này các bạn ơi, quá nó đẹp luôn nhá. Rồi tiếp tục, wow, một chiếc xe tải chở 2 chiếc ô tô 95 này các bạn ơi, rất là ngầu luôn. Một chiếc ô tô 95 này, 2 chiếc ô tô 95 rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, rất là hay luôn nhá. Wow, đây có một chiếc máy bay là máy bay trực thăng quân đội các bạn ạ. Wow, có một chiếc xe tải khủng long 3 sừng này các bạn ơi, chở máy bay biến hình này, máy bay chiến đấu nhá. Đó. Ôi, bay lên cao, bay qua những ngọn cây nào. Wow, hay quá các bạn ạ. Đó, rất là ngầu luôn, máy bay biến hình nha, rất là xịn đấy, ngầu lắm. Rồi, đây là xe tải chở máy bay chở khách 2 tầng 4 cánh rồi. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc máy bay 2 tầng 4 cánh này đi tìm xe đồ chơi với mình nha. Ok nào, wow, máy bay này chạy bằng pin đấy các bạn ạ. Ui, mắc, rồi, ok. Rồi, đi tìm xe đồ chơi rồi. Bay qua những ngọn cây, ngọn cỏ nào. Rồi, bay đi nào, bay ra vườn tìm xe đồ chơi thôi. Các bạn ơi, đi thôi. Tần, bay lên bầu trời cao. Bay lên. Wow, hay quá các bạn ơi. Đó, bay hạ cánh ở đây có rất là nhiều xe, rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình hạ cánh ở đây nhá. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn một chiếc xe máy xúc rất là đẹp luôn. Chiếc xe cần cẩu xúc cát rất là đẹp. Múc thử nào. Đây là xe tải Ben chở đất đấy các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn nha. Xe cần cẩu múc cát kết hợp với cả xúc đập. Ồ, 2-1 luôn. Chiếc xe này thì rất là đẹp đấy các bạn ạ. Kết hợp 2-1 nha, nó xoay được cần luôn này các bạn ơi. Hay quá các bạn ơi. Đó, hai chiếc xe giống nhau luôn đấy các bạn ơi. Đó, chiếc xe cần cẩu xúc cát kết hợp với cả xúc nạt màu vàng này rất là đẹp này. Ôi, xịn ngắm nha. Chiếc xe này rất là mới và đẹp luôn. Ui, đây có một chiếc xe cần cẩu xúc cát chạy bằng 6 bánh màu vàng rất là xịn. Chiếc xe này động cơ chạy bằng bánh đà các bạn ạ. Đó, hay chưa? Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ cùng mình sang bên em tìm được xe gì nữa không các bạn ơi. Ồ, bên này có rất là nhiều xe rất là đẹp này. Đây là xe cần cẩu xúc cát cảnh sát này các bạn ơi.
Đó, chiếc xe này rất là đẹp luôn nha. Mình rất thích. Mức thử nào. Ui, đây là xe tải chở rác các bạn ạ. Màu vàng rất là đẹp này. Ui, đây là xe ô tô bán tải này các bạn. Ui, xe máy xúc cát màu vàng này. Ồ, mức thử nào. Rồi, ok. Bây giờ mình sang này để chạy thử thôi. Rồi, một dãy xe đồ chơi mình chuẩn bị như này các bạn ơi. Đầu tiên là xe trộn bê tông và cái khiên này. Đó, cái khiên của siêu nhân nhận và xe trộn bê tông nha. Đó, có hai bạn tài xế lái xe luôn. Rồi, ok, bây giờ mình chạy thử luôn nào. Bây giờ mình bỏ cái khiêng ra nào. 1, 2, 3. Đó. Đây, xe trộn bê tông rất là đẹp luôn. Nào, chạy lại. Rồi, tiếp tục nào. Ôi, đây là mặt nạ của khổng lồ xanh các bạn ạ. Mặt nạ của người khổng lồ xanh và xe cần cẩu màu xanh luôn. Đó, có cái móc này. Xe cần cẩu móc nha. Đó, 3696. Ôi, chiếc xe này đẹp. Chạy thử luôn. Hay quá thôi các bạn ơi. Nào, tiếp tục thôi. Mình còn rất là nhiều xe. Ôi, mặt nạ của siêu nhân nhện này. Có. Mình ở đây nha. Đó, mình chạy thử luôn chiếc xe cần cẩu móc 3696 này. Rất là đẹp này các bạn ơi. Nào, bây giờ chạy thử thôi. Bip. Hay quá thôi các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. Luôn. Nào, bây giờ mình sẽ sang bên này để chơi thôi. Còn rất là nhiều xe nhá. Đó, còn xe gì đó là mấy cái khiêng. Cái khiêng của siêu nhân nhện này. Wow, rồi bây giờ mình sẽ chạy thử chiếc xe cần cẩu xúc cát. Đó. Nào, chạy thử xe cần cẩu móc bô ly khổng lồ nào. Luôn. Đó. Xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đó, chạy bồn lắm nha. Nào, tiếp tục thôi. Xe bồn trộn bê tông con hổ này các bạn ơi. Đó, rất là xịn luôn nha. Nào, tiếp tục thôi các bạn ơi. Ui, rất là nhiều xe. Đây là xe bồn trộn bê tông bô ly. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử luôn chiếc xe bồn trộn bê tông bô ly này nào. Nào. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn một chiếc xe cần cẩu để đi tìm xe đồ chơi trong vườn nha. Đây là xe cần cẩu móc bô ly, nó nhỏ đấy các bạn ạ. Xe cần cẩu móc bô ly này rất là ngầu luôn. Nào, đi thôi. Rồi, let's go nào. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc xe cần cẩu này nào. Mình đi vào trong vườn nha. Đó, đây mình đã tìm thấy một túi xe cần cẩu rồi. Bây giờ mình sẽ cẩu túi xe cần cẩu bô ly này lên nha. Xem sức mạnh của chiếc xe cần cẩu này nha. Cong cán luôn. Lên nào. Các bạn có biết mình đang cẩu một túm xe bô ly không? Đó, một túm xe cần cẩu xúc cát bô ly đấy. Bên này có một túm xe nữa con ơi. Mình cẩu tiếp lên nào. Cong cán luôn. Đó, các bạn thấy ngầu chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem nha. Một túm xe cần cẩu múc cát bô ly, rất là nhiều xe luôn. Đó, bây giờ mình tháo dây ra này để giải cứu mấy chiếc xe này nha. Đó, đây là xe cần cẩu múc cát bô ly, rất là ngầu luôn. Màu đỏ nha. Tiếp tục một chiếc xe cần cẩu múc cát bô ly nữa các bạn ơi. Đấy, 1, 2 chiếc rồi. 3 chiếc xe cần cẩu múc cát rất là đẹp luôn. Đó, 4 chiếc xe cần cẩu múc cát rất là xịn luôn này các bạn ơi. Rồi, 5 chiếc xe cần cẩu múc cát bô ly rất là ngầu luôn đấy các bạn ạ. Chúng ta có 5 chiếc xe cần cẩu múc cát bô ly rất là đẹp luôn rồi các bạn ơi. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc xe, 4 chiếc xe, 4, 5 chiếc xe luôn. Đó, đây là một túm xe nữa các bạn ơi. Một túm xe này có rất là nhiều xe đồ chơi đẹp này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn cùng xem luôn nha. Tháo dây ra nào. Wow, mắc dây. Ôi, xe cần cẩu kết hợp với cả xúc nạt nha. Xe cần cẩu bô ly kết hợp với cả xúc nạt này. Wow, xe cần cẩu xúc cát màu vàng nha. Chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đó, rất là xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Ôi, múc thử nào. Chiếc xe này rất là hay luôn nha. Wow, xe cần cẩu múc cát này cũng rất là đẹp và mới. Xe cần cẩu xúc cát này cũng rất là xịn này các bạn ơi. Máy xúc này. Wow, đây là xe máy xúc cát màu vàng chạy bằng 6 bánh đấy. Rồi, chạy thử luôn. Hay quá thật các bạn ơi. Nào, bên này còn rất là nhiều xe để chơi này. Đây có một chiếc xe máy xúc nữa này các bạn ơi. Chiếc xe máy xúc này cũng rất là đẹp nha. Rất là mới và xịn xò luôn. Đó, có cả cái ngồi để lái xe luôn đấy các bạn ạ. Đó, xe cần cẩu xúc cát bự khổng lồ này các bạn ơi. À, múc thử nào. Ồ, đây có một chiếc xe máy xúc cát này cũng rất là đẹp đấy các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn ơi, hẹn các bạn ở video tiếp theo của mình nha. Và mới nhất, mới nha. Bye các bạn nha, chào các bạn nha. Chiếc xe này phải nói là đẳng cấp xịn xò, ngầu. Ui, các bạn ơi, ui đẳng cấp luôn, đẳng cấp thế giới luôn. Ây, các bạn ơi, đây là một chiếc xe đen điều khiển chở một con khủng long đẳng cấp thế giới nha. Tầm cỡ thế giới luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy ngầu không? Ui,
Đây là một chiếc xe ben đẳng cấp xịn xó luôn, đẹp nhờ các bạn nhờ. Đấy, một chiếc xe ben điều khiển từ xa chạy bằng 6 bánh xịn xó luôn, đẳng cấp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để đây nha. Các bạn ơi, nào bây giờ thì cùng mình khám phá tiếp xem ở đây mình tìm được chiếc xe gì nữa không. Đây là một chiếc xe, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe đẳng cấp luôn. Đây là một chiếc xe máy xúc nha, xịn xò đẳng cấp thế giới luôn nha. Đấy, mình bật lên nó có tín hiệu rồi, có tín hiệu nha. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát điều khiển từ xa, đẳng cấp và xịn xò luôn. Đấy, đây là điều khiển, bây giờ mình sẽ điều khiển, xoay cho bạn xem. Điều khiển, tiến này, tiến. Ô, các bạn ơi, nào, tiến nào, xoay tròn. Thôi thôi, bây giờ đi vào đúng cát đi các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ tiến nào. Dĩ, wow, sập hầm cá sấu luôn. Các bạn ơi, nào, bây giờ thì cùng mình khám phá tiếp xem ở đây có những chiếc xe gì nhá. Ngoanh, lùi. Đấy, các bạn ơi, chiếc xe này phải nói là xe máy xúc cát đẳng cấp thế giới đấy các bạn ạ. Xịn xò luôn, đó, đẳng cấp ngập ngầu luôn. Ôi, các bạn ơi, nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, mình để đây nha. Ơi, bây giờ mình sẽ đẩy chiếc xe máy xúc ở đây. Quá đẳng cấp, quá là xịn xò, quá là ngầu luôn. Ơi các bạn ơi, hai chiếc xe này xịn xò nha. Nào, bây giờ này cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe đen chuyên đi khai thác đá này. Chiếc xe này phải nói là đẳng cấp thế giới luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp và bao ngầu luôn. Nó xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Ui, đẳng cấp không các bạn thấy ngầu không? Ui ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe máy xúc cát cần giá nha. Xịn xò luôn, đẳng cấp thế giới luôn đấy các bạn ạ. Các bạn thấy ngầu không? Nào, đây là một chiếc máy cày ruộng các bạn ơi. Con trâu lái máy cày ruộng nha, đẳng cấp luôn. Đấy, con trâu này biết lái máy cày. Đây là cái này là đựng xăng dầu này các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này là con trâu lái máy cày ruộng các bạn ơi. Các bạn ra đồng mà chưa? Như con trâu thật mà chưa? Đây là con trâu lái máy cày ruộng nha. Đẳng cấp thế giới luôn các bạn ạ. Đấy, xoay tròn luôn con trâu này, con trâu lái máy cày này đeo kính đẹp trai luôn nha. Đó, các bạn thấy ngầu không? Bip. Xe không phanh đó các bạn ơi. Đây là một con trâu lái máy cày ruộng nha. Đó, kính luôn, rơi cả kính luôn. Lái máy cày rơi cả kính, đổ cả xe luôn này các bạn ơi. Đó, các bạn thấy ngầu, xoay tròn, đẳng cấp thế giới luôn. Đây là một con trâu lái máy cày đẳng cấp thế giới nha. Xịn xò luôn đi các bạn ạ. Đó, win, đẳng cấp thế giới luôn. Đẳng cấp, phải nói là quá năng ngầu, bao ngầu luôn, bao xoay 360 độ luôn. Đây, máy xúc cát đẳng cấp luôn này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát đẳng cấp luôn này. Ui, rất là nhiều xe cần cẩu này. Hay, xe máy xúc có một bạn tài xế lái xe kìa. Ui, bao ngầu luôn, chiếc xe này cũng đẹp này. Hay, con lợn này, cái như cả chú bắt giới ấy còn. Đây là một chiếc xe ủi đất này các bạn ơi. Đây là một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao. Đây là một chiếc máy bay trực thăng đẳng cấp thế giới luôn. Đấy, bay lên bầu trời cao luôn nha. Bây giờ mình sẽ bật lên xem có máy bay này có tín hiệu nha. Đây, có tín hiệu rồi, động cơ đang hoạt động rồi nha. Bây giờ máy bay sẽ bay lên bầu trời cao để đi tìm những chiếc xe đồ chơi xịn xò đẳng cấp nha. Bây giờ bay ra vườn để tìm những chiếc xe đồ chơi đẳng cấp nhất các nhá. Nào đi thôi, bay đi ra ngoài vườn rồi. Đây rồi. Mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều bộ xe đồ chơi mới đẳng cấp thế giới rồi này các bạn ơi. Đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy luôn nhá. Đây là bộ đồ chơi khủng long này, đây là bộ đồ chơi xe môi trường, đây là xe máy xúc này. À, đây còn đây là máy xúc nha. Đây có bộ đồ chơi xe cứu hỏa này. Đây có bộ đồ chơi xe công trình này. Đây có bộ đồ chơi xe công trình này. Đây có bộ đồ chơi có những con mèo này. Đây là bộ đồ chơi xe cứu hỏa đẳng cấp thế giới bằng sắt nguyên khối này các bạn ơi. Anh chà, đây cái bộ đồ chơi xe cứu hỏa bằng sắt nguyên khối đẳng cấp này các bạn ạ. Xịn xò luôn nhá. Đẳng cấp thế giới luôn. Đấy, bao ngầu luôn, mình mở ra cho bạn xem, bạn đang kéo ra. Ui, cái bộ đồ chơi này phải nói bao ngầu, bao xịn xò nhá. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn ở trong có những chiếc xe gì nào. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. Bip. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc máy bay trực thăng bay lên bầu trời để chữa cháy nhá. Đấy, bay lên bầu trời nhá. Đó các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn nha, xe bồn dài như xe container để chở nước để chữa. Wow, đẳng cấp các bạn ạ, đẳng cấp luôn. Ui, tốc độ đỉnh cao. Đây các bạn ơi, đây là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe cứu hỏa thang nha. Chiếc xe này chuyên đi cứu hỏa chữa cháy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình giới thiệu tiếp với các bạn, đây là một chiếc xe cứu hỏa lưng người nha. Đấy, xe cứu hỏa lưng người lên tầng 2 luôn, tầng 3, tầng 4, tầng 5 mấy các bạn ạ. Bip, đẳng cấp luôn. Nào các bạn ơi, tốc độ đỉnh cao luôn. Đây là một chiếc xe chuyên đi cắt cây nha. Đó, xe này quá là xịn, đẳng cấp luôn. Tốc độ đỉnh cao, wow. Và bây giờ mình phải chọn ra một bộ xe đồ chơi đẳng cấp nhất để chơi đấy các bạn ơi. Ở đây thì có bộ đồ chơi con mèo này, bộ đồ chơi xe công trình này cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Cái bộ đồ chơi xe công trình này có 4 chiếc xe, có cả cần cẩu nha. Nào các bạn ơi, ở đây có một bộ đồ chơi có 4 chiếc xe, có cả xe tăng, xe lửa, có cả 2 con mèo luôn kìa. À, con mèo meo kìa. Ui, bộ đồ chơi đẳng cấp đấy các bạn ạ. Bộ đồ chơi này, bộ đồ chơi đẳng cấp thế giới nha các bạn ạ. Đẳng cấp luôn, bao ngầu, xịn xò luôn. Bây giờ mình phải mở ra mà cho các bạn cùng xem là cái bộ đồ chơi này ở bên trong có những cái món đồ chơi gì mình ngầu nhá. Ai chà, mình đã nhìn thấy có cả tàu thủy này, xe tăng này, xe lửa này, máy bay chiến đấu này. À, cái bộ đồ chơi có cái cây này như thật luôn này các bạn ơi, cây ấy. Ây da, đây là một chiếc tàu thủy này.
chiếc tàu thủy đẳng cấp thế giới luôn này, đấy xịn xó luôn, tốc độ đỉnh cao luôn. À các bạn ơi, đây có một chiếc máy bay này, máy bay chở khách nhá, máy bay trực thăng nhá. Các bạn ơi, đấy tốc độ đỉnh cao luôn. Ơi các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tăng quân sự này, 325 này, đây là một chiếc xe tăng quân sự đó, tốc độ đỉnh cao luôn. Nào các bạn ơi, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe lửa này, đây là một chiếc tàu hỏa này, đây là một chiếc tàu hỏa đấy con ạ. Đó, bây giờ mình phải chạy thử luôn. Đây là con mèo này, xe tàu hỏa nha. Đây là con mèo đẳng cấp luôn. Ơi con mèo lái xe lửa luôn này các bạn ơi. Xịn xó bay bẹp pi 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 pi. Ôi bị kẹt. Pi 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 pi. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bít xoay 360 độ. Ai chà. Đây là một chiếc xe bít chuyên chở các bạn học sinh đi học nha. Đẹp nha các bạn nhỏ, xịn xó. Nào bây giờ mình giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát xịn xò và đẳng cấp này các bạn ơi. Đó các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu xúc cát này. Oh, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu thả gỗ nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi xúc cát đẳng cấp thế giới luôn. Chiếc xe này phải nói là xịn xò bao ngầu luôn này các bạn ơi. Chạy bằng động cơ trong suốt nha. Các bạn nhìn nha, các bạn nhìn nha, chiếc xe này xịn nha, xịn nha, xịn nha, đẳng cấp nha. Nào bây giờ mình phải cho các bạn cùng xem chiếc xe này nó bao ngầu luôn, bao xịn xò luôn. Nào bây giờ mình sẽ bật lên cho bạn cùng xem này. Đây là cái miếng gỗ này mình lắp vào này, mình chơi luôn này các bạn ơi. Đấy, xịn xò không? Các bạn thấy ngầu không? Đẳng cấp không? Đó, bao xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Ừ, bây giờ mình phải chơi luôn nhá. Nào bật lên nào. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Pi 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 pi. Ui, các bạn thấy ngầu không? Động cơ đang hoạt động kìa các bạn ơi, động cơ là những chiếc bánh răng ấy, bánh răng kìa. Wow, các bạn ấy hay chưa, đẳng cấp chưa, xịn xò chưa, bao ngầu chưa? Wow, đẳng cấp chưa này các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình phải đi vào trong sân nhà mình để tìm những chiếc xe đồ chơi đẳng cấp và xịn xò đây các bạn ơi. Nào, ở đây thì có xe tăng máy xúc cát này, xe lưng hàng này. Đây có một chiếc xe tăng quân sự, phải nói là chiếc xe tăng này đẳng cấp và bao ngầu, bao xịn xò luôn. Xe tăng chiến đấu ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe tăng chiến đấu nha, xịn xò luôn. Đẳng cấp luôn. Nào, bây giờ mình chơi luôn. Nào. Bang 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 bang, ui các bạn ơi, nghe tiếng kêu là thấy mạnh mẽ rồi đúng không? Đó, xoay lòng luôn. Nào bây giờ chơi luôn nào. Pi 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 pi. Nào, đây còn xe gì nào? Ui, trời ơi, máy xúc à? À, xe tăng này ngầu, đẹp trai á. Xe tăng này phải là xịn xò đẳng cấp đấy các bạn ạ. Bao ngầu luôn, bao xịn xò và đẳng cấp luôn. Đó, phăng phăng phăng, ui. Các bạn nghe tiếng xe tăng kêu thì mạnh mẽ đúng không? Đây một chiếc xe tăng quân sự chiến đấu ấy các bạn ạ. Đó, các bạn ơi, chiếc xe tăng này nó ngầu không? To chưa? Đẳng cấp chưa? Đẳng cấp chưa các bạn ơi? Rồi, ok. Nào, bây giờ mình sẽ khám phá tiếp nào. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là con khủng long bạo chúa phun lửa cưỡi máy xúc cát luôn này các bạn ơi. Nào chơi luôn nào. Win. Nào, hạ nào. Hạ nào. Xuống. Ui con khủng long này nó to quá các bạn, nó cưỡi con cưỡi máy xúc cát này. Bây giờ mình chơi này. Mình phải giải cứu một chiếc xe máy xúc cát Bonnie đang bị mắc kẹt ở dưới đống cát này. Ôi trời ơi các bạn ơi. Cố lên nào, xe cần cẩu ơi. Lên rồi. Đây một chiếc xe tải Bonnie mắc kẹt ở dưới đống cát đi chở cát này các bạn ơi. Đi chở cát lên xe biệt thự nhá. Ok, nào, Ben luôn. Nào, bây giờ xe đi múc cát nào. Pip. À múc nào bạn ơi, bạn tài xế này, máy múc bạn múc cho đầy đều ở nhà để đi chở cát đi xe biệt thự nhá. Nào các bạn ơi. Nào, đầy xe rồi. Pip. Ben nào bạn ơi, Ben. Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nhá. Các bạn xem video của mình hay nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhá. Các bạn nhá. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Rồi. Bây giờ mời các bạn cùng chơi với chiếc xe đồ chơi siêu to khổng lồ mình sẽ xếp vào đây rồi nhá. Đó, nhiều xe đồ chơi xịn không các bạn ơi? Đó, rất là nhiều xe luôn. Rồi bây giờ một bạn xe bít các bạn nhá. Một bạn xe bít 2 tầng cảnh sát đấy các bạn ạ, rất là ngầu và đẹp luôn. Các bạn ơi, mình rất là thích chiếc xe bít cảnh sát này luôn, 2 tầng đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe bít cảnh sát 110. Các bạn thấy ngầu không? Ui, chạy tốc độ đỉnh cao luôn. Nào, đây có một chiếc xe cần cẩu múc cát cảnh sát cũng rất là ngầu và đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Mình rất là thích chiếc xe này, có thể xoay được cần luôn đó. Chiếc xe này ngầu lắm, có nhà chạy thử luôn. Nó động cơ mạnh mẽ không các bạn ơi, động cơ mạnh mẽ chưa?
Đó, múc thử à. Bây giờ mình chạy thử luôn cho bạn cùng xem nha. Nún nún nún. Đó, động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Nún 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 nún. Đó, hay chưa có được. Nún 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 nún. Đó. Đây, đây chúng ta có một là xe cảnh sát chở phạm nhân các bạn nha. Đó, xe này quá đẹp luôn, xe này chạy bánh đà các bạn nha. Xe này có gương luôn này, có gương luôn này. Đó. Đó, chiếc xe này xoay được luôn đấy con ạ. Đó, hay chưa? Mình cho các bạn cùng xem chiếc xe này xịn như nào nhá. Mình chạy thử luôn. Đún, đún, động cơ rất là mạnh mẽ luôn con ạ. Động cơ kêu rất là ngầu luôn. Cho nghe tiếng động cơ chưa? Đún, đún, đún. Đó, cậu này hay chưa? Hay chưa? Đún, 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 đún. Động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Đún, 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 đún. Rồi. À, xe container, đầu kéo container biến hình các bạn nhá. Đây là đầu kéo container biến hình đấy các bạn ạ. Rất là ngầu, đẳng cấp luôn đấy. Đó, hay chưa? Hay chưa? Các bạn thấy ngầu không? Đó, 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 biến hình luôn, biến hình luôn, biến hình hình siêu nhân luôn, đó. Rồi, bây giờ chơi thôi. Xe tải biến, nu, 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 chạy xe luôn. Nào bạn ơi, bạn tải xe bồn trụ bê tông đi, nu, 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 nu. Đó, bạn ơi, bạn thả tiếp thì xe bồn trụ bê tông tiếp này, các bạn ơi. À, bạn ơi, bạn thả tiếp xe cần cầu móc pu li này. Đó, bạn ơi, bạn thả tiếp đi, xe tải chở thú này, con ơi. Nào, bạn ơi, bạn thả xe bồn trụ bê tông này. Bạn ơi, bạn thả tiếp này, xe bồn trụ bê tông con hổ này, các bạn ơi. À, bạn ơi, bạn còn xe gì bạn thả nốt đi, xe bồn trộn bê tông bini budi budi budi. Rồi bạn ơi, bạn thả tiếp đi. Un 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 un, xe này là xe bồn chở nước các bạn ạ. Nào, bạn ơi, bạn thả tiếp, xe cần cầu múc cát khủng long ba sừng. Xe này to và đẹp quá các bạn ạ. Xe bồn bồn trộn bê tông này, to khổng lồ luôn. Nào, bạn ơi, bạn thả tiếp đi. Xe tải chở cát này. À, bạn ơi, bạn thả tiếp đi nào, máy xúc cát này. Đó, một chiếc xe máy xúc cát rất đẹp luôn. Ô, xe cần cầu. Wow, bạn ơi, bạn thả tiếp đi. Xe tải chở thú các bạn ạ. Đó, hay chưa? Bạn ơi, bạn thả tiếp xe tải ben này. Đó, một xe tải ben rất là đẹp đấy con ạ. Bạn ơi, bạn thả tiếp đi nào, xe cần cẩu cứu hộ siêu to khổng lồ. Wow. Đây, xe máy xúc cát bự đây. Đó, bạn ơi, bạn thả tiếp xe cứu hỏa siêu bự đây các bạn ơi. Đó, bạn ơi, bạn thả tiếp đi, xe bồn trộn bê tông siêu bự luôn. À, bạn ơi, bạn thả tiếp xe bồn trộn bê tông tiếp theo này. Đó, hay chưa, hay chưa? Rồi, bạn ơi, các bạn ơi, ở đây có nhiều xe container to đẹp quá này. Bây giờ mời các bạn cùng chơi cống nhá. Đầu tiên là xe máy xúc cát là rất là to này các bạn ơi. Đấy, động cơ rất là mạnh mẽ luôn nha. Chiếc xe này có bu lăng lái xe, có một bạn tài xế lái xe múc cát luôn. Mình chỉ luôn nún 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 nún. Chiếc xe này động cơ rất là mạnh mẽ đó các bạn ạ. Wow wow. Đây là xe container chở hai chiếc xe máy xúc cát điều khiển đấy các bạn ạ. Đây là máy xúc cát điều khiển nhá. Đó, màu đen này. Đây là màu đen này. À, đây là một chiếc xe container chở hai chiếc xe máy xúc cát, đây là màu vàng này. Đó. Ôi, rất là đẹp luôn. Đây là màu đỏ này các bạn ơi. Đó, rất là ngầu luôn. À, xe container khổng lồ. Un un. Đây, xe container chở hai chiếc xe máy xúc, một chiếc xe máy xúc cát này. Đó, rất đẹp luôn, đánh màu trắng nha. Rồi, xe công... và đây là một chiếc xe máy xúc nật các bạn ạ. Chiếc xe này chạy bằng pin nha. Đẳng cấp nha. Wow, quá là ngầu luôn các bạn ạ.